Hello guys, welcome back to my gaming channel. Today let's continue playing the game Biomutant. Hi, xin chào các bạn đã đến với channel game của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục chơi game Biomutant nha. Rồi phía trước là mục tiêu phía trước các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi tới phía trước xem. Hình như là mình đã gặp một con vật rồi. Rồi nó cảnh báo là một số loài kẻ thù này có một cái khiên rất là lớn. Phải đập cái khiên nó trước khi đánh được nó. Đây nè. Nè, đây rồi. Đây đây đây. Mình phải cố gắng phá cái khiên đó các bạn ơi. Chết mẹ, làm sao phá được cái khiên nó vậy? Phải dùng... chưa có vũ khí gì chân đời. Trời ơi. Ôi, nó đã hư cái khiên rồi. Mày sắp chết rồi. Ôi ôi ôi. Nó mập nhưng mà nó yếu, mình phải đánh liên tục đó. Nó mập nhưng mà yếu là nó sắp hết máu rồi, quánh nó. Ok, attack. Down you go. Mình lượm được một cái gói năng lượng tầm trung nha. Lấy đi các bạn ơi. Mình biết tịch mấy thằng này rồi, tuy nó to xác. Nó ra đòn khủng nhưng mà nó bị yếu sức lắm. Mình đánh liên tục là nó sẽ chết nhanh. Ai nữa đây? What the hell is going on? Game? Mày thằng này sao giống mình quá. Thôi. Mẹ chạy thôi, nó bắn quá vậy. Lại đây. Bắn thùng phi nè, hay quá. Mình dụ nó lại thùng phi. Mày hả mày? Cái con này giống mình. Mày Chết đi. Ok, ơi, nó chưa chết. Ôi, no. Rồi, ra đòn luôn. Mình đã đánh bại nó là được. Tặng điểm kinh nghiệm các bạn. Level up 2. Vậy đây, nó có cái kẹo này để ăn được. Tăng sức khỏe, tăng máu. Nãy mình ra từ cái cửa này, cửa này giờ nó khóa lại rồi. Ok, coi như là cái khu vực này kẻ thù có bao nhiêu nó bị mình đánh bại rồi. Kẹo nè, kẹo này tăng được 200 máu nè. Ok các bạn ơi, nó nói mình là được tặng điểm kinh nghiệm nâng cấp rồi. Giờ mình sẽ coi cái nâng cấp được cái gì nha. Ok, khi bạn nâng cấp thì bạn có thể tăng những cái như là bằng 10 điểm. Thì các bạn nên chọn cái nào mà mình cảm thấy phù hợp. Ví dụ như mình 10 điểm máu là tăng 10 điểm sức mạnh nè. Máu thì mình có thể có nhiều máu lụm kẹo ăn được. Bây giờ mình sẽ tăng sức mạnh đấy các bạn ơi. Tăng 10 điểm sức mạnh. Ok. Mình còn một điểm nâng cấp nữa hả? Điểm nâng cấp này là Boom Double Weapon Chain Before Auto Shooting Slide. Nó kêu là có thể nâng cấp được kỹ năng này. Mở phát kỹ năng này luôn. BRBRT. Mấy cái kết hợp này cũng khá là rắc rối nha. Coi cái gõ Kung Fu. Hết điểm kỹ năng rồi. BRBRT. Mình có võ công này rồi nha. Hay quá. Ok. Coi như nâng cấp với được cái võ công mới. Có một cái hộp khẩn cấp gì kìa. Mình lại kiểm tra xem nó là hộp gì đây. Có cái xà beng bên trong kìa. Công cụ mới đây à. It is an old claw bar. Một cái xà beng bên trong nha. Để mình coi cây mình có trang bị được không. Mình đang dùng đạn nè. Ok, mình sẽ đi tiếp các bạn ơi. Tiếp theo. Ủa, hình như có... Ủa, cái bọn này nãy bị mình đánh chết rồi nè. Vậy là mình phải mở cánh cửa này. À, mình dùng cái xà beng đó. Mình cải cánh cửa này đây. Chỗ này chỗ nào đây? Có gì nguy hiểm không? Hello. Thấy rồi nghe. Sẽ cài cánh cửa này ra. That pipe looks weak. The claw bar should come in handy.
Cái ống này trông có vẻ yếu đuối, mình có thể dùng cái xà beng mình cạy ra. Nó nói vậy đó các bạn ơi. Bây giờ mình trước tiên cạy xà beng, nhìn coi vòng vòng còn cái gì nữa không để lấy được không. Rồi giờ dùng xà beng cạy kìa. Cạy 1, 2, 3 Go. Whoa. Lọt xuống hầm rồi. It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. Đã đến lúc cần phải tìm lối ra khỏi cái nơi quỷ quái này rồi. Phải đi đúng hướng này không ta? Bay lọt đây chắc chết quá. Thôi có đường cứ gì đi đi. À, có đường đi đây nè. À, bấm hai nút A hai lần là bay. Ok. Má ơi, cái sông này là quá chất không nha. Cái con mương này lọt xuống nó cũng bị mất máu nữa nha. Ở đây có bọn quái nào nó chờ mình thấy sẵn không? Ô trời ơi, mình thấy có một cái bông quá, một cái bông biến đột biến đằng kia kìa. Có thể là có nhiều bọn quái vật ở đây, nhưng mà mình có võ công mới, mình tết sợ thằng nào The luôn. Orcs Ai thấy produce không? biomatter in their multi-organ. Ô mẹ They ơi, shock bọn bọn and kiến distress kiến đột biến. forms that affect the cellular coding strand. Oh my god. of any living being when absorbed, Woo. including you. Trời ơi. Mày, trời ơi. Má ơi, nó cắn mình quá. Dùng cái võ công mới. Má ơi, ba con kiến lận. Nó tấn công mình quá. Ô. Trời ơi, không rồi. Má ơi. Mày chết, trời ơi sao lâu chết vậy? Súng bắn mà chưa chết nữa. Trời ơi. Mình chết nha. Mình sắp hết máu. No, chạy chạy chạy. Nhưng mình sắp hết máu. Mày. Rồi, chết một con rồi. Ủa ơi, nó còn hai con kìa. No. Được một điểm nha, một điểm biopon này. Thắng rồi nha. Nó chết rồi. Yeah, vậy là được hai điểm. Cái biopon mình chưa biết cái điểm nó dùng để làm gì. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ tìm mình leo lên sợi dây xích này tìm lối ra các bạn ơi. One hand after the other. Thấy một cánh cửa mới rồi, mình sẽ mở cánh cửa này ra. Các bạn thấy game này hay vui lòng cho mình một subscribe, một like và một comment nha. Tiếp theo là mình đi hướng nào đây? Khoan, mình sẽ mở ra võ công ra mình có cái gì nâng cấp được cái gì mới không? Inventory nè. À, mình có hai thứ xà beng với một cái mũi kim tiêm giống như là máu. Cánh cửa gì đây? Cánh cửa này mở đi đâu đây? Mình kiểm tra coi. Lại một cánh cửa nữa. Mình đang vào một cái bunker, tức là một cái tầng hầm. Cái gì đây? Toxinol built vessels called À, arcs một cái to bản save đồ. themselves from the impending doom. But was it too late? Toxano đã xây It is dựng những only chiếc from con the tàu này fibrils of the gọi là single ác arc để they left cứu chính behind họ that we khỏi know bọn other quỷ arcs yêu. traveled through Nhưng the có thể là sky quá and trễ beyond. hay không? It Nó seems those that chỉ là những came chuyến before bay, us nhật ký never hành trình lost của chuyến hope bay duy of nhất finding a new home for their mà những con kind. tàu ác đã bỏ lại phía sau. Toxinol built vessels called arcs to save themselves from the impending doom. But That we was it know too that the late? axe
mà rằng chúng ta biết rằng những con tàu khác đã xuyên suốt qua bầu trời và hơn thế nữa, dường như là tất cả những người mà đến trước chúng ta không hề mất hy vọng tìm được một ngôi nhà mới cho giống loài của họ. Đó là nhật ký của những người đi trước. Thì bây giờ mình đọc xong nhật ký rồi, bây giờ mình sẽ đi xung quanh cái phòng này có cái gì các bạn. Ở đây khi chúng ta quan sát kỹ thì nó có những cái hiện vật gì mà có thể lụm được, thì nó sẽ có một cái vòng tròn chữ O màu trắng đó. Này gì đây? Tìm ra một câu đố. Rồi. Some open new paths while identifying different rewards. Một số câu đố thì mở ra một con đường mới, nhưng mà một số thì mở ra một phần thưởng. Di chuyển này nha. Left B, right B. Mình sẽ có 10 cái di chuyển thôi các bạn ơi. Mình sẽ ghép đúng cái câu đố này nha. Bây giờ nó có cái nguyên tắc là trắng thì tiếp với trắng, vàng tiếp với vàng. Trắng nè, tiếp trắng nè. Vàng tiếp vàng. Đúng rồi. Hoàn thành cái đoạn băng video này. Để mình xem nội dung cái băng video này có cái gì nha. There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxinol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries. Đây là một cái cuộn băng video nói về một cái lịch sử của những cái hình thành những cái mỏ mìn. They dumped it in landfills until they ran out of space. Là những ngành công nghiệp này nó thải ra rất nhiều hóa chất xuống cái môi trường sống, và cái môi trường sống này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cái loài động vật nha các bạn. Ok, như vậy là đã được rồi, mình đã mở được cái đoạn video này ra rồi. Bây giờ tiếp theo mình sẽ đi khám phá tiếp tục nha. Mở cái đoạn cửa này ra. Diversity in the entire ecosystem. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là mình phải ra khỏi cái băng cầu này. The sound of spark metal going pew pew is never a good thing. Cái tiếng đùng đùng của cái thùng kim loại va nhau dường như không phải là một cái sự việc tốt. Oh, một cái nhãn cảnh cáo kìa. Mình sẽ tới chạm điện này, mình sẽ cần nói với điện đây. Đây các bạn thấy không, đây nó có những cái mạch điện màu vàng với màu trắng nè. Mình phải nói cho đúng nè, nguyên tắc ở trên trắng. Ở trên trắng nè thì mình sẽ quay cho nó đúng màu trắng. Thấy với vàng đúng không, mình sẽ quay màu trắng lên nữa. Rồi đúng rồi nha. Như vậy thì mạch điện được nối. Thì cánh cửa này sẽ được mở ra. Ok các bạn, mình sẽ đi tiếp theo, mình coi phía sau cánh cửa này là cái gì nha. Ai kìa, I saw someone out of day, perfectly encountering an enemy attack, could stun them. Mình đánh một vào kẻ thù, mình khiến nó bị đơ. Thì những kẻ thù nó bị đơ, nó sẽ có cái ngôi sao bay vòng vòng trên đầu. Và những kẻ mà nó đang bị đơ thì sẽ bị tổn thương, sát thương rất mạnh nếu như chúng ta tấn công bằng nút left B. The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. Chết mẹ rồi. Cái ông già lái xe lăn này ông bị nó tấn công rồi, mình sẽ giúp ổng. Cái võ công mới học này thiệt là hay quá đi các bạn ơi. Mày. Trời ơi. Ó chết rồi. Ôi nó chưa chết nữa. The deep cut. Bùm. Coi như là giỏ này xoay trường cốt, bấm một lần 3 nút. Một tên chết rồi. Rồi. Nó lên cái biểu tượng sao đầu đen làm chết đó. Mày. Được chiêu này nè. Bay đập. Nó sắp chết rồi. Còn một giọt máu nữa. Oh yeah baby. Còn nó chưa xong, chưa chết. Trời ơi nó chết rồi. Bùm, sắp chết rồi.
Đó, chết một tên nữa rồi. Trời ơi, tụi bay một bầy mà tụi bay dí ông già hả mày? Tao không xuất hiện, tụi bay ăn hiếp ông già quá, đâu có được. Xong phim. Tụi nó đã bị tiêu diệt rồi. Ơi, còn răng. Chết luôn. Bây giờ mình sẽ đi nói chuyện, mình tìm hiểu ha. Lụm được cái viên kẹo nè. Lấy luôn. Lụm luôn. Kẹo không à. Kẹo này ăn vô nó sẽ tăng máu lại nha. Kẹo bổ máu. Bây giờ mình sẽ qua cửa này mình nói chuyện với ông già coi coi ổng là ai. A new friend, an old friend, một người bạn mới, một người bạn già. Talk to out of day. Nói chuyện với ông già nha. Out of day là tên của ông già. He wants to thank you for taking ông ta muốn cảm ơn mình bởi vì đã bảo vệ ông ta khỏi những kẻ ăn xác thối đó. Ông ta có vẻ như là rất là quen thuộc, nhưng mà không biết ông ta là ai. He presents himself as out of date. Ông ta nói là ông ta giống như là một người đã lỗi thời. Ông ta nói là ông ta đã quá hạn rồi, sống già quá rồi. Ông ta không ngạc nhiên khi mà mình không nhận ra ông ta. Khi mà mình còn là một đứa trẻ thì cái đêm đó mọi thứ đã thay đổi. Có những tin đồn về Ronin một mắt được nhìn thấy ở bên ngoài, coi như là bức tường lớn. Truyền thuyết của đứa trẻ một mắt đã lớn nhanh, lớn và bị đuổi ra khỏi vùng đất đó. Đứa trẻ này có thể là bất cứ kẻ nào. But evil had fled, left a mark, a facial scar. Có một cái vết thẹo trên mặt. Có thể đứa trẻ là mình hay sao? Đó là một vết thẹo mà bạn đang đeo trên mắt phải không? Bạn đang đeo một cái bịt mắt phải không? Ông nói mình là trông giống như đứa trẻ đó. Đứa trẻ bị chột hết con mắt. Looper Lupin did to your village, your Mooma and Popsy was the beginning of the end. Ông ta nhắc đến một người tên là Mooma, Mooma và Popsy. He says it has taken you a long time to bring the past back. Ông ta nói rằng mất nhiều thời gian để đem quá khứ trở về hiện tại. Grateful you have. It was after the attack that the unity fell apart. Sau vụ tấn công thì sự đoàn kết đã bị tan rã. Đệ tử của Mooma đã bị chia phân tán và hình thành một bộ tộc và đã đóng quân trên nền đất đó. Sau khi ngôi làng cũ đã bị tiêu diệt, người đã biến mất và đấu tranh giữa gia đình đã bị tàn phá. Had it not been for the tree of life, nếu không phải vì cái cây của sự sống thì không ai có thể đã tồn tại. Hy vọng là ngươi có thể nhớ tới cái cây của cuộc sống đó. Như vậy là ông ta ông đưa mình về quá khứ các bạn. Bây giờ sẽ có một cái yêu cầu mới. Là người bạn mới nha. À, đây là coi như là ông ta đã hồi ức mình về một cái ngôi làng cổ xưa mà ngày xưa mình sống ở đây nè. Bây giờ mình sẽ đi tới, mình sẽ gặp một số nhân vật mà ông ta đã nhắc. Hình như ông này là tên gì? Ôi, đẹp trai. Best before. Nói tiếng động vật không ạ? Hỏi nếu như mà ngươi mệt thì có thể là đi bộ một chút xíu từ ngôi làng này. What is your moment now you are here? Ông ta không biết rằng Mooma có biết là bạn đang ở đây không? Ủa, tôi không quan tâm nếu vậy ta, mà ta quan tâm tôi đâu. Sounds like he thinks she does. Despite your heart growing dark, giống như là cô ta đã biết tôi ở đây rồi. Nhưng mặc dù là trời đang tối nhưng mà. Ông ta hiểu tại sao mình đến đây.
The potato people. Những người khoai tây ạ. Potato people. The potato people, or Nonno, are a wonder somehow interlinked with this little tree here fueling its source of life. À, người ta không biết là cái cây sự sống đó nó bổ sung năng lượng cho nguồn sống như thế nào. Mình sẽ chọn là tôi không tin vào phép thuật hả? Magic. He claims it's just the force of life, the phép existence thuật, of energy, ông ta nói rằng chỉ là một sức mạnh cuộc sống thôi, sự tồn tại của năng lượng, liên kết tới nhiều thứ. The Nonno prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one come out of hiding. À, bây giờ glitter grass tức là cái cỏ gì đó, mình sẽ chạy tới, mình sẽ vô cái đám cỏ đó, làm cái nhiệm vụ chạy vô đám cỏ đó để làm một cái chỗ trốn. Cái cỏ đó như là nó cao đấy các bạn. Nếu mà các bạn thấy game này hay thì vui lòng cho mình một đăng ký, một like và một comment nha. Rồi mình thấy cái cỏ glitter grass. Bây giờ mình sẽ vào đó cái đám cỏ màu tím đó. Ok, see? Gonna make it. Oh yeah. Vậy là xong. You found one. You should be proud. They don't come out for everyone. Tìm thấy cỏ rồi hả? Vậy thì bạn nên tự hào đi. Nó kêu mình tự hào. Key energy is just what the pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. Năng lượng Nonno Key là những cái mà pensai cần để hoàn thiện vòng xoay, để trồng một cái cây sự sống. Pensai là cái gì? Mình sẽ hỏi ra. The small tree you saw. Pensai tức là một cái cây nhỏ mà bạn nhìn thấy ở trên đó. Khi mà bạn gặp, bạn sẽ cuối cùng trồng một cái cây sự sống và bắt đầu đưa nó về thiên nhiên. You need to support the tree for a long. Bạn sẽ cần phải nuôi dưỡng cái cây sự sống đó. Burst of ki released from the Nonno as they become one with the tree. You need a net to catch the Nonno. Mình phải cần cái lưới để bắt cái con Nonno. À, con Nonno đó có thể là con đom đóm. Con Nonno là con sinh vật rất nhạy cảm nha. Chúng ta cần phải cẩn thận. Bây giờ hắn ta sẽ cho mình mượn cái vợt này, mình sẽ bắt mấy con Nonno nha. Con Nonno ở đâu? Đấy, đây, đây, con Nonno là con này. Một con, bắt được chưa? Bắt được rồi hả? Yeah. Mình dùng cái lưới này giống như là mình chưa từng sử dụng, nhưng mà ông ta rất là ấn tượng. He's grateful for all the help he can get. There's lots of Nonno out there that need to be guided to the roots of the pensai tree. Có rất nhiều con Nonno cần phải được dẫn lối về cái rễ cây pensai. Tìm thấy nó ở đâu? Tôi có thể tìm nó ở đâu? They're hiding in the glitter grass that tụi nó trốn ở trong cái cỏ glitter đó, where they draw mineral from the natural rock. One day he hopes the tree will have grown tall enough to sustain. Một ngày nào đó ông ta hy vọng cái cây sẽ lớn nhanh để giữ vững thế giới. Nhưng hôm nay hôm nay mình chỉ bắt được một con là được rồi. Bây giờ bây giờ mình phải thả cái con Nonno vào cái cây đó thì mới hoàn thành nhiệm vụ được các bạn. Bây giờ mình sẽ quay về, trong tay mình là bắt được một con Nonno đó các bạn ơi. Bây giờ mình thả con Nonno vào cái rễ cây đó nha. Merge the Nonno with the tree. Để coi cái cây pensai là cây như thế nào. À, thấy rồi, cái cây cong cong đó là gọi là cây pensai đấy các bạn. Oh yeah, tới rồi nha. Ồ, mình thả con Nonno đó, nó mọc ra cái nhánh to như thế này.
Tuyệt vời. Now that you've seen the Nono's connection with the tree with your bây own giờ, eyes, ngươi có thể thấy sự liên kết của những con Nono với cái cây chưa? From this day on, từ ngày này, nurturing the pensai into a tree of life, a life goal, not only for our village's sake, but for anh ta sẽ làm một cái gì everyone. Đến trong cây pensai đó. Mình không rõ là nurturing tức là nuôi dưỡng, nuôi dưỡng. Thì một ngày đó vùng đất này sẽ không bình yên, thậm chí môn ma của mình sẽ có thể duy trì cái cây đó. See the effects from how reckless those before us acted, and unless something changes, we're doomed. The land won't survive the side effects of the old world's industrial advances. He says you'd better hurry back to the village before. Ông ta nói rằng mình nên quay về làng sớm sớm thôi, trước khi mồm ma đi tìm mình. À. Bà ấy chỉ quan tâm đến vung phu thôi. Vung phu tức là cái loại võ công. Không đúng đâu. Bà ta là một lý do mà có sự đoàn kết này. Bây giờ mình phải có thể là quay lại diện kiến bà Mu Ma đó các bạn. Cái bà đó như là bà đã dạy mình. À, quay lại hiện tại rồi. He says he remembers every single day he devoted to growing the tree. Ông ta nói rằng là ông ta nhớ lại từng ngày ông ta cống hiến để trồng cái cây sự sống đó. The tree started to die when cái cây bắt đầu chết khi những ngày cuối cùng bắt đầu. Không lâu sau đó, cái con quái vật ăn thế giới đã xuất hiện. Con quái vật ăn thế giới à? The genetic evolution that occurred after the apocalypse that Toxinol Corporation inflicted on the land set the World Eater's DNA into overdrive. His friend Gizmo is working on a mecton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Noko has tamed the Majut and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Out of date, says his friends, are gearing up to stop the world. Ông già nói rằng bạn của ông ta đang cố gắng để củng cố những trang thiết bị để chặn đứng con quái vật ăn cả thế giới này. Con đường phía trước không dễ, nhưng mà ông ta sẽ nhờ sự giúp đỡ của mình. Bạn bè của ông ta không đủ mạnh mẽ. He wants you to understand that you'll all die if the tree. Ông ta muốn mình hiểu rằng tất cả chúng ta sẽ chết nếu như cái cây đó không được cứu. Bây giờ mình hỏi là mình làm sao để đánh bại được quái vật ăn thế giới đó. His friends have prepared something specific for each world eater. Bạn bè của ông ta đã chuẩn bị một số thứ để đối phó với con quái vật ăn thế giới. Mecton, Octobot. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the world eaters. Tóm lại là mình sẽ đóng vai. Ồ, ổng tặng mình cái vợt này luôn hả? Lấy luôn. Bây giờ mình sẽ làm cái nhiệm vụ gì tiếp theo đây? Mình sẽ cài cánh cửa này. Cài cửa này. Quickest way out is through the roof where they came in, and the rope looks strong enough to climb. Bây giờ mình sẽ leo lên sợi dây này các bạn ơi. Mình thoát khỏi cái tầng hầm này nha.
Okay. Know that the tree of life is dying. Mình biết rằng cái cây sự sống đang chết. Những ngày của nó là được nếm từng ngày, không có sự giúp đỡ thì nó không có chịu đựng nổi những tác động của môi trường và sự tấn công của loài quái vật ăn thế giới. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp theo các bạn ơi. Phía trước có một lá cờ. À, lá cờ này là định vị mới của mình nha. A signpost maps it out for the cartographically challenged. Thì mình tới đây mình sẽ đánh dấu được cái vị trí này là mình đã đi qua. Mình tè qua đây một bãi. Đáy nước đá vàng không? Đây, mình hiểu rồi, đây là cái vị trí này đó là mình đã đi qua. Sau này mình có thể di chuyển nhanh được nha các bạn. Ok các bạn ơi, thì mình cũng tới một vị trí mới rồi, mình sẽ tạm dừng video tại đây nha. Nếu các bạn thấy hay cho mình một subscribe, một like và một comment nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Goodbye.